Hello, em xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người, em đang có em bình Kutani Chuyện Xanh này. Cái bình này là khá là sâu rồi. Cái bình này là thời đầu tiên của gốm Kutani nhá. Nó sản xuất vào từ khoảng năm 1655, tầm khoảng từ thời gian đấy. Nhưng mà em thì em không chắc chắn được là chính xác nó khoảng năm nào. Đấy, đây có cái bình này rất là đẹp luôn. Chiều cao của nó bao nhiêu đảm đo chiều cao này. Đấy, chiều cao của nó vào 78. Đúng rồi. Chiều cao nó vào khoảng 77 nhá mọi người nhá. 77 78 đấy. Đấy, đây là rất là đẹp luôn. Em quay cho mọi người xem chuyện xanh nhá. Làm quay đi. Đừng quay ghế, quay cái bình thôi. Đấy, em quay cho mọi người xem này. Hỏa tiết nó rất là đẹp luôn. Em quay sát lại. Đấy. Hỏa tiết vẽ tay nổi khối nhá. Bình này rất là đẹp luôn. Đấy, từ từ ra. Đây mọi người xem này. Đấy, một bức tranh này. Quay tiếp đi. Cái bức này là nó bức cây đào nhé. Cây đào tiên nhé mọi người nhé. Đấy, và một đôi chim uyên ương và cây đào. Bình này khá là đẹp đấy mọi người. Đấy. Bụng của con bình này là 118 mọi người nhé. Bụng 118 rất là đẹp luôn. Đảm cho mọi người xem ở cái dưới đáy bình đi. Nhấc nghiêng để cho mọi người xem cái đáy bình. Cứ để chống vào cái đáy nghiêng đi. Đây này, mọi người. Đấy. Bình này, chuyện xanh này. Rất là chắc luôn, men dặn. Chuyện này, cái bình này là khá là lâu đời rồi nhé. Mọi người nào ai mà muốn mua thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Đấy, chiều cao của nó là 78. Đấy, mọi người thấy chưa, họa tiết của nó vẽ tay khá là đẹp luôn. Em quay sát lại cho mọi người xem này. Đấy, hai con lân. Đây, miệng bình đây rất là đẹp luôn. À, anh chị nào mà muốn sưu tầm em này hoặc là muốn lấy em này thì cứ liên hệ với em sẽ gửi thêm ảnh cho mọi người nhá. Thôi em xin chào mọi người nhá. Mọi người ai mua thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhá. À, em xin phép em quay lại một lần nữa cho mọi người xem. Rồi, ok, em xin chào tất cả mọi người nhá. Đấy, cổ ấy được và cái này thì ok. Đây mọi người, em quay lại cổ lần nữa. Em định chào mọi người nhưng mà thôi, thêm một cái cổ kính nữa. Thôi được rồi, thôi em chào mọi người nhá.